Xin chào, 500 nay đã quay trở lại với channel Funny Duffy. Nếu ở chapter 975 trước đó, chúng ta đã được thấy rất nhiều biểu cảm của kẻ phản bội Kurozumi Kanjiro, từ ngạc nhiên cho tới đắc ý, sau đó là lo sợ và cuối cùng là điên tiết lên. Chúng ta cũng đã được thấy một liên minh bất đắc dĩ giữa Kid với Luffy và Law, hay là sự xuất hiện rất kịp thời và vô cùng ngoạn mục của Denjiro, một trong số 9 mặt kim đỏ. Nhưng khi nó tới chapter 975 trước đó mà quên nó tới Kinemon thì quả là một sự thiếu sót lớn. Bởi lãnh chúa Yasuya tính, Denjiro tính, Orochi tính, Kaido tính, rồi cả tên phản bội Kanjiro tính cũng không thể bằng Kinemon tính. Và cũng nhờ vào đỉnh cao của kế hoạch là không theo kế hoạch chung này, Kinemon đã cứu liên minh của Luffy trước một bàn thua trông thấy. Vậy nên cho dù tư duy chiến lược, nhãn quan chiến thuật, khả năng tiên liệu trước tương lai là những thứ mà Kinemon không có, nhưng Kinemon có một thứ và nó rất quan trọng, đó là sự may mắn. Thì trong chapter 976 này là diễn biến tiếp theo của những sự kiện trước đó, đặc biệt là sự xuất hiện của một nhân vật vô cùng quan trọng. Mà theo như lời Zoro đã nói trong chapter 959 trước đó, có ông ta đúng là thêm đánh vuốt. Ok, không để các bạn đợi chờ thêm nữa, chúng ta hãy cùng ngồi xuống ăn miếng bánh, uống chén trà và phân tích One Piece chapter 976 mới nhất này. Nhận đi Kinemon, nói thật đi nào. Inurashi đang thầm nghĩ trong bụng với một ánh mắt hình viên đạn găm thẳng vào người Kinemon. Đừng lo, chúng tôi không giận anh đâu, cứ nói đi. Đó là những điều Kawamatsu đang nghĩ, nhưng cái tay thì muốn đấm lệch miệng Kinemon. Đúng là cậu nghĩ Tokage hả? Không giỡn chứ. Raizo trong đầu thì đang nghĩ thế, còn cái tay thì muốn đấm méo mọt Kinemon. Kiku thì đang bịt miệng, chắc là cũng đang nghĩ, không ngờ Kinemon chậm tiêu đến vậy. Còn nét mặt này của Asura Doji thì đúng kiểu, mày hay lắm Kinemon à. Còn nhân vật chính thì vẫn như một pho tượng, có lẽ Kinemon vẫn chưa hình dung ra chuyện gì đã xảy ra với mình, tại sao chỉ một mình hiểu theo một kiểu. Và những suy nghĩ cũng như hành động tấu hài của các bao kim đỏ cũng là cái cách mà chapter 976 này bắt đầu. Cuộc chiến này tôi có thể bỏ mạng, tôi sẵn sàng đem đốt hết toàn bộ cơ may trời đã ban cho cuộc đời này. Đó là những lời Kinemon nói sau một hồi lâu suy nghĩ. Nhưng Kinemon không chỉ đánh cược mỗi cuộc đời của mình mà còn cược cả cuộc đời của các bao kim đỏ khác. Mặc dù vậy, tất cả bọn họ đã thắng trong ván cược may rủi của cuộc đời này và chỉ có mỗi tên phản bội Kanjiro là thua mà thôi. Mới lúc nãy là những suy nghĩ và hành động như muốn ăn tươi nuốt sống Kinemon của các bao kim đỏ, nhưng cũng chính những con người đó ngay lúc này là những lời nói động viên khích lệ tinh thần Kinemon. Đúng vậy King, chúng tôi sẽ không để anh phải ra đi đơn độc. Chúng ta là những samurai dưới trướng chúa Komoden. Dù chúng ta sinh ra và không lớn khác nhau, nhưng chúng ta nguyện chết cùng ngày, cùng tháng, cùng năm, hãy nhớ kỹ trong tim. Vung kiếm lên nào Kinemon, chúng ta sẽ thắng trận đầu này. Nếu điều đó là định mệnh cho tôi thì tôi sẽ giang tay đón nhận, báo thù rửa nhục cho chúa Komoden. Tất cả những chiếc thuyền gỗ cùng con tàu của Denjiro tụ hợp xung quanh chiếc tàu ngầm của Law, nơi mà Kinemon cùng các bao kim đỏ đang đứng. Họ hô vang với một khí thế rực trời. Chứng kiến điều này, bọn binh lính Kaido có phần bị khớp và lo sợ. Còn kẻ phản bội Kanjiro thì nói rằng đã xong vai diễn, chỉ còn một việc duy nhất phải làm mà thôi. Có vẻ như binh lính Kaido đã báo tình hình về cho đảo quỷ Onigashima. Điều này có nghĩa sẽ có những chiến thuyền khác của ban hải tặc Kaido ra ứng chiến, và lần này có lẽ sẽ xuất hiện ít nhất một Whitlaner nào đó, hoặc có thể là Zack hàng tháng. Trong lúc đó, Kawamatsu nhanh như cắt nhảy ngay xuống biển lao tới chỗ Kanjiro nhằm giải cứu Momonosuke. Trước đó chúng ta đều nghĩ rằng Kiku hoặc Kanjiro là thành viên yếu nhất của chiến bào kim đỏ, còn Kawamatsu là một trong những người mạnh nhất. Nhưng nhìn vào cái cách mà Kanjiro đỡ đường kiếm của Kawamatsu, tôi không thể tin đây là một Kanjiro khù khừ trước kia, không hổ danh là một diễn viên hí kịch đang diễn trên sân khấu của cuộc đời mình. Kanjiro một tay cầm lấy Momonosuke, còn một tay cầm lấy cây cọ vẽ đỡ đường kiếm của Kawamatsu không một chút khó khăn. Điều này nói lên rằng thực lực thật sự của Kanjiro không hề tầm thường chút nào, chưa chắc Kinemon đánh lại Kanjiro. Ta sẽ đi tìm Hiyori và hạ sát con bé. Đó là những lời Kanjiro vừa nói khi đang ngồi trên lưng con hạc mà hắn ta vừa vẽ. Ở chapter 955 trước đó, tại Ringo chúng ta đã thấy Hiyori cùng với Kawamatsu và Zoro. Nhưng sau đó Kawamatsu cùng Zoro đã tới làng Amigasa để hồi quân, theo đó kể cho Kanjiro biết việc Hiyori còn sống. Điều này có nghĩa Kanjiro mang theo Momonosuke sẽ đi tới vùng đất Ringo để truy bắt Hiyori, rất có thể là như vậy. Liệu Kanjiro có bắt được Hiyori không? Tôi không rõ, nhưng nếu Hiyori vẫn còn ở lại vùng đất Ringo này, tôi nghĩ rằng ở đây vẫn còn một nhân vật có thể bảo vệ được cho Hiyori. Đó chính là tăng binh Zuyukimaru, hay chính xác hơn đó là chú cáo Onimaru của lãnh chúa vùng Ringo Shimotsuki Ushimaru. Tôi hy vọng rằng chú cáo Onimaru này sẽ sớm xuất hiện trở lại sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ của mình ở chapter 953 trước đó. Và Kanjiro tin rằng với lực lượng hiện tại, liên minh của Luffy không thể tạo ra một mối đe dọa cho Kaido, cũng đừng mơ có thể đặt chân lên được đảo quỷ Onigashima. Quả thật Kanjiro nói điều này cũng không sai, binh lực của liên minh Luffy hiện tại vẫn còn quá mỏng so với binh lực hơn 30.000 người dưới trướng Kaido. Trong khung tranh tiếp theo này, Luffy vẫn chưa biết Kanjiro là kẻ phản bội đang bắt Momonosuke bỏ chạy. Ở những chapter trước, chúng ta đã không thấy sự xuất hiện của ông trùm Yakuza vùng Hakumai, Murat-Trinagoro, nhưng trong chapter này thì đã xuất hiện. Ra vậy, Kanjiro là tên phản bội à Robin? Đúng thế, phải giúp họ. Sanji đang sử dụng Skyward để đuổi theo Kanjiro, còn Robin thì cũng đang sử dụng sức mạnh của mình để cố túm lấy hắn ta, nhưng có vẻ nó đã không thành công. Có lẽ nó quá xa để năng lực của Robin có tác dụng. Còn Usopp thì cũng đang nhắm bắn. Đừng áp sát đại hiệp Sanji, quay xe lại đi, tôi có dự cảm không lành. Kinemon khuyên Sanji đừng cố tiếp cận Kanjiro.
và dự cảm của Kinemon lần này đã đúng. Kanjuro dùng mái tóc của mình vẽ ra một đám mây bằng mực. Những mũi tên bằng mực phóng ra từ đám mây đã phá hủy và làm hư hỏng rất nhiều tàu chiến của Liên minh Luffy. Khung tranh này bạn thấy gì không? Sanji đã lấy thân mình che cho Nami, một hành động vô cùng đẹp mắt của Sanji. Từ điều này, tôi có thể hình dung ra năng lực của Kanjuro thật sự rất đáng gờm. Nó chỉ bị giới hạn bởi trí tưởng tượng của hắn ta. Có nghĩa, nếu Kanjuro có một trí tưởng tượng bay bổng thì năng lực này sẽ gây ra không ít khó khăn cho liên minh của Luffy. Dừng lại Kanjuro, họ sẽ chết mất. Đúng thế, chúng sẽ chết mà không sớm thế đâu. Cha mày, Oden, mẹ mày, Toki đã dày công nuôi một mối hy vọng vô ích trong suốt 20 năm trường, trong khi thủ lĩnh của những samurai quả cảm kia chỉ là một thằng nhóc hèn nhát sợ độ cao, thật buồn cười. Ta biết rõ, ta không phải cha ta hiểu rõ hơn ai hết. Đáp lại những lời sỉ vả thô bạo của Kanjuro là một Kozuki Momonosuke đang cúi đầu run rẩy khóc lóc vì sợ độ cao. Nhưng có vẻ như những lời nói rất thật vừa rồi của Momonosuke, một đứa nhóc chỉ mới 8 tuổi, đã làm cho Kurozumi Kanjuro suy nghĩ điều gì đó. Tôi cảm nhận được trong ánh mắt này, khuôn mặt này của Kanjuro nó không giống như trước kia, có vẻ nó rất thật, chứ không phải là một Kanjuro đang diễn. Tôi không biết nó như thế nào, nhưng qua ánh mắt này của Kanjuro làm tôi muốn nói nhiều điều hơn về nhân vật này. Bấy lâu nay, tiểu nhân đã luôn đi tìm một nơi để đặt dấu chấm hết cho cuộc đời của mình. Đó là những lời Kanjuro nói ở chapter 974 trước đó, khi còn là một đứa nhóc trong lần đầu tiên gặp Orochi. Bản thân hắn chẳng có chính kiến riêng, hắn sẽ sống với cuộc đời của một tên gia thần trung thành cho gia tộc Kozuki cho đến khi tài bảo hắn dừng thì thôi. Còn đây là những lời Orochi nhận xét về Kanjuro trong chapter 974. Điều này có nghĩa, kể từ lúc gặp Orochi khi còn là một đứa trẻ, Kanjuro chưa bao giờ rũ bỏ lớp mặt nạ diễn viên hí kịch kia xuống để sống cho chính bản thân mình. Chưa bao giờ tự hỏi bản thân mình thật sự muốn gì ngoài việc tìm một nơi để chết, ngoài việc sống để làm một quân cờ cho kẻ khác. Vậy nên, tôi không chắc nhưng vẫn hy vọng những lời nói vừa rồi của Momonosuke có thể làm thay đổi con người của Kanjuro. Bởi cho tới thời điểm này, Kanjuro chưa thật sự gây ra một thiệt hại nào lớn cho liên minh của Luffy. Mọi người có nghe ta nói không? Chớ bận tâm vì ta, vì đó chính là điều kẻ thù muốn. Ta xin thề, ta sẽ tự mình thoát ra. Vậy nên ta muốn mọi người hãy đánh bại Kaido cùng Orochi để bảo vệ vương quốc này. Chỉ mới trước đó, Momonosuke còn khóc lóc vì sự đổ cao vì bị Kanjuro sỉ vả. Nhưng những lời nói vừa rồi giống như được nói ra bởi một Momonosuke hoàn toàn khác, một Momonosuke trưởng thành hơn, chín chắn hơn. Nếu ở chapter 950 trước đó, tại nhà tù Udon, chính Luffy đã phải cà khịa để lên dây cót tinh thần cho Momonosuke, để cậu nhóc có đủ dũng khí, có sự tự tin đứng trước mặt rất nhiều tù nhân. Đúng là cái thằng vừa hàng vừa ngố, vừa yếu vừa nhát, vô dụng toàn tập, người họ đang chờ đợi là mày đấy. Còn trong chapter 976 này, để Momonosuke có đủ dũng khí nói ra những lời đó, rõ ràng cho dù vô tình hay cố ý thì công rất lớn thuộc về Kanjuro. Chính những lời nói chế giễu đó đã làm cho cậu nhóc có động lực hơn. Vậy nên không phải ai chửi ta cũng đều là kẻ xấu, còn kẻ xấu thì chắc chắn nó sẽ chửi ta. Hãy sống sót và tụi anh sẽ tới cứu mày, hứa đấy. Dù gì thì chúng ta là bạn bè mà. Những lời đáp lại này của Luffy phần nào giúp cho Momonosuke có cảm giác an tâm hơn. Cậu nhóc đã nín khóc nhưng nước mũi thì vẫn chảy lòng thòng. Trong cuộc tranh tiếp theo này, dường như Usopp nhìn thấy ai đó đánh chìm chiếc tàu thứ ba. Là ai nhỉ? Từ từ ngồi xuống, tôi sẽ phân tích tiếp cho các bạn nghe. Trong cuộc tranh tiếp theo, vậy là Shinobu đã được Kawamachu giải cứu, còn Raizo thì đang tò mò hỏi tại sao khuôn mặt của Denjiro lại biến dạng như thế. Chuyện dài lắm, mà ta đi đã. Đằng sau nụ cười nhân hậu và câu nói tưởng chừng như đơn giản đó, đâu ai biết rằng là một chuỗi dài của sự tột cùng đau khổ suốt 20 năm trời ròng rã mà Denjiro phải chịu đựng. Này, đây không phải là tửu điếm cho mấy ông samurai đâu nhé. Đa tạ lòng hiếu khách của đại hiệp. Hiếu khách cái gì, xuống đi mấy bố. Một sự gay gắt của Law với Kinemon cùng những bà kim đỏ khác, trong đó có cả Denjiro. Mới lúc nãy, chính Law là người đã trồi tàu ngầm lên để vớt những samurai này. Và giờ, khi tất cả đỡ trên tàu, Law với vai trò là thuyền trưởng bắt đầu gằn giọng. Đúng theo kiểu, đỡ lên tàu của anh thì phải nghe theo lệnh của anh, biết chưa? Còn Kid thì cũng đang lên dây cót tinh thần cho các thuyền viên của mình. Anh em, không đời nào chúng ta lại chịu tụt hậu so với bọn Murom. Hải tặc trẻ thuộc thế hệ tồi tệ duy nhất đã từng có mức tiền truy nã cao hơn Luffy, ít ra cũng phải có khí chất như vậy chứ. Trong số 3 chiếc tàu chiến mà Kaido điều tới để chặn đường liên minh Luffy, một chiếc đã bị Kid lo Luffy đập nát, một chiếc thì làm nền cho sự xuất hiện của Denjiro, một đường kiếm làm trẻ đôi con tàu. Chiếc còn lại thì đang chạy ra xa, tưởng chừng như sẽ tẩu thoát quay về đảo quỷ Onigashima, nhưng không phải vậy. Chúng chạy ra xa để pháo xạ kích vào liên minh của Luffy bằng những khẩu đại pháo. Mà theo như lời của bọn chúng thì vũ khí của Wano đúng là thượng hạng, nhờ các công xưởng mà chúng ta chẳng thiếu loại vũ khí gì. Như tôi đã nói trong video Q&A trước đó, nếu tư hoàng Kaido bị bại trận thì chính quyền thế giới sẽ mất đi một nguồn cung vũ khí vô cùng quan trọng. Wano Quốc lúc này sẽ là một liên minh của bang hải tặc Murom của Luffy. Rõ ràng đây là một lợi thế vô cùng lớn về mặt vũ khí cũng như công nghệ cho lực lượng quân cách mạng sau này. Chúng ta có thể thấy những khẩu đại pháo này gây thiệt hại lớn như thế nào cho các chiến thuyền của liên minh Luffy, một phát bắn phá nát một con tàu. Nhìn vào khẩu đại pháo này làm tôi liên tưởng ngay tới khẩu pháo lớn nhất trong lịch sử thế giới, được tạo ra bởi phát xít Đức nhằm phục vụ cho Thế chiến thứ hai. Khẩu siêu pháo Gutta bắt đầu được chế tạo từ năm 1937, bắt đầu bán thử nghiệm lần đầu tiên vào năm 1939.
Trong cuộc thử nghiệm này, Gutta đã bán ra một viên đạn nặng tới 7 tấn xuyên qua 7 mét bê tông và một tấm dép dày 1 mét. Cuộc thử nghiệm chính thức diễn ra năm 1941. Khi ráp hoàn chỉnh, Gutta nặng tới 1.350 tấn, bán viên đạn nặng tới 7 tấn đi xa 47 km. Gutta bị chính quân đội phát xít Đức phá hủy ngay trước khi kết thúc chiến tranh thế giới thứ hai năm 1945 do lo sợ sẽ rơi vào tay Hồng quân Liên Xô. Rất có thể Oda đã phát họa những khẩu đại pháo này dựa trên khẩu siêu pháo Gutta đó, bởi nếu nhìn vào bạn có thể thấy một sự tương đồng đến kỳ lạ giữa chúng. Trong cuộc tranh tiếp theo này, chúng ta có thể thấy thái độ của Kick lo Luffy khi nhìn thấy những chiến thuyền liên minh bị phá hủy là rất khác nhau. Nếu lo có phần lo lắng vì sự bất cẩn tin rằng chúng đã bỏ chạy, còn Luffy bình tĩnh chỉ đạo Franky lấy tàu hết tốc lực lao thẳng về phía trước tiếp cận chúng, thì Kick có một thái độ bàng quan vô lo lắng, đặc biệt là nụ cười của Kick nhìn khá đều. Từ những thiệt hại mà chiếc tàu chiến của bang hải tặc Kaido gây ra, chúng ta có thể thấy khi chiến đấu trên biển là một sự khác biệt hoàn toàn trên đất liền như thế nào. Luffy, Kick, Law hay chiến bào kim đỏ đều rất mạnh, nhưng sức mạnh của họ cũng chỉ có tác dụng trong một khoảng không gian nhất định. Vượt ra khỏi không gian đó, nó vô dụng và công nghệ của Wano Cook thật sự được lên ngôi. Với Kick, Law, Luffy là những người sở hữu sức mạnh trái quỷ, vậy nên chiến đấu trên biển không phải là thế mạnh. Nhưng đối với một chủng loài khác trong thế giới One Piece thì biển cả chính là nhà của họ. Yari Nami, sóng giáo, một mũi giáo bằng nước biển đâm xuyên tọt qua chiếc tàu chiến khổng lồ được làm từ thép của binh lính Kaido. Nếu ở chapter 975 trước đó, một đường kiếm chẻ đôi chiếc tàu chiến trong sự ngỡ ngàng của tất cả là cách mà Denjiro hội quân cùng liên minh, thì trong chapter 976 này, một nhân vật vô cùng quan trọng sắp lộ mặt theo một cách còn ngầu, còn tuyệt vời hơn như thế nữa, phải nói là phê như con tê tê. Nhân vật này ngồi trên chiếc thuyền địch mà mình vừa phá hủy, bàn tay phải khép lại, đó là một tư thế thuộc về nghi lễ của các Yakuza ngoài đời thật dùng để chào hỏi nhau. Và kiểu chào hỏi này có tên là Ohikae Nasute, và đây là cái cách mà nhân vật này bắt đầu tự giới thiệu về bản thân mình. Xin phép được ra mắt tất cả mọi người, ta tới từ vương quốc sâu thẳm bên dưới lòng đại dương tên là Ryugu, vùng đất nhân ngư. Khắp nơi nơi ta đem rắc rối tới cho đồng đội của mình. Cách đây ít lâu ta đang ăn chén ăn thề cùng với thuyền trưởng bang Murom. Ta là thành viên mới, người đời gọi là Jinbi, hiệp sĩ của biển cả. Giờ thì các vị biết ta là ai, xin cho phép ta được hân hạnh giới thiệu một cuộc đồng hành hứng khởi. Sau màn chào hỏi có phần nghiêm túc đó là một hiệp sĩ biển cả Jinbi tươi cười híp mắt khi gặp lại thuyền trưởng của mình, Monkey D. Luffy. Xin thứ lỗi cho màn độc thoại nhỏ nhỏ. Luffy, tôi đã sống sót trở về như đã hứa đây. Tôi đã tới vừa vặn cho trận chiến nhỉ. Vậy là ở chapter 976 này, chính thức xác nhận hiệp sĩ biển cả Jinbi trở thành thành viên thứ 10 của bang hải tặc Murom với danh nghĩa là người lái tàu của bang Murom. Mức tiền truy nã hiện tại của người đàn ông 46 tuổi này là 438 triệu Belly. Chính thức xóa ngôi Sanji trở thành nhân vật có mức tiền truy nã cao thứ hai trong bang hải tặc Murom. Và cũng chính thức xóa ngôi Franky trở thành nhân vật lớn tuổi thứ hai trong bang hải tặc Murom. Và cũng chính thức xóa luôn có sự độc tôn của Chopper trong vai trò là thức ăn dự trữ của thuyền trưởng Luffy. Jinbi là một sự bổ sung hoàn hảo cho bang hải tặc Murom, mà theo như lời Zoro thì giống như hổ mọc thêm cánh vậy. Ông đã từng là đội trưởng đội cận vệ hoàng gia vương quốc Ryugu, từng là thiền phó của bang hải tặc Mặt Trời, là một cựu vương hạ thất vua hải từng bị nhốt trong tầng 6 ngục Imperial, từng là đồng minh của tứ hoàng Big Mom và mang ơn tứ hoàng rau trắng. Jinbi cũng đã đạt tới cảnh giới tối cao của karate người cá. Và kỹ năng lái tàu của Jinbi là vô cùng điêu luyện. Chính sự điêu luyện này đã giúp cho con tàu Thousand Sunny vượt qua khỏi vòng vây của bang hải tặc Big Mom trước đó. Đặc biệt có một thứ tôi cho rằng là quan trọng nhất mà Luffy cần ở Jinbi, đó chính là kinh nghiệm sống, là những trải nghiệm về biển cả, về thế giới của ông. Chúng ta chưa biết quá khứ của Brook như thế nào, còn quá khứ của Jinbi là một sợi dây liên kết với rất nhiều hải tặc hùng mạnh ở tân thế giới. Ngoài ra, Jinbi cũng là một nhân vật vô cùng thông minh, có tài mưu lược. Việc Jinbi xuất hiện và chính thức gia nhập bang hải tặc Murom là một sự vui mừng đối với chúng ta. Nhưng đối với Kick, đối với Law, đó là một sự kinh ngạc tột độ, nó chả khác gì cái thông tin hai tứ hoàng Big Mom Kaido liên minh với nhau. Sau time skip, khoảng cách giữa bang hải tặc Murom với bang hải tặc Kick, bang hải tặc Law đã rất xa. Giờ thì thêm việc Jinbi gia nhập, khoảng cách này có thể gọi là xa muôn trùng khơi. Vậy nên, sự vui mừng của Luffy, của các thành viên trong bang hải tặc Murom cho màn xuất hiện của Jinbi là không có gì lạ. Bởi đối với Usopp, với Franky và những người khác, Jinbi là một ông trùm, còn đối với Luffy, Jinbi là một người bạn lớn tuổi tuyệt vời. Và từ thời điểm này, chúng ta không còn gọi là bộ ba quái vật bang Murom nữa, mà phải gọi là bộ tứ siêu phàm bang Murom. Jinbi sẽ mang đến cho Luffy những thông tin gì? Gia đình Vinsmoth của Sanji như thế nào sau ác đảo bánh? Khi nào thì Marco và Neko Mamushi sẽ xuất hiện đây? Hy vọng chúng ta sẽ có câu trả lời trong chapter sau. Trên đây là tất cả những phân tích của tôi về chapter 976 này và một vài dự đoán cho những chapter sau. Hy vọng anh em thích video này, đừng quên like, đăng ký kênh và bấm vào chuông để theo dõi những video mới nhất.